từ lúc mà nghe tin mẹ mất tới bây giờ là ăn cơm không có vô, ăn cơm không nổi, nước không có trôi, cái những mà cái buồn, cái cảm nhận mà buồn gì đâu. Một người con mà mất cha mất mẹ rồi nó buồn như thế nào không tả nổi, cũng không biết là ngoại trả chưa hay là chưa trả gì cũng không biết. Tại vì mấy ngày nay là em lu bu quá đúng không? Lu bu, cảm thấy nó khó chịu trong mình, nó không có đi nổi, mệt ở trong mình, nó với lại không có thể tin được là mẹ mất như vậy, khó khó tả. Nghe cho trong anh giấc ngủ mà muốn quên đi cũng quên không được đúng không anh? Cảm giác nó buồn. Chỉ mất cha mất mẹ rồi buồn. Chỉ có những người mà rơi vô cái hoàn cảnh giống như em mới cảm nhận được thôi. Nhưng mà em hỏi anh Phong là một chuyện thôi. Có một người á, bình luận lại á, nói là em sát mẹ em, hỏi á, cái người con nào mà ruột thịt trong trong tim mình á, là máu của mẹ mình mà mình đi sát mẹ mình chết không ạ? Nhưng mà em không thể tin được một người nó ác mồm ác miệng như vậy. Nói là nói bình luận á, trên bình luận á, mấy anh cũng phỏng vấn em như thế này, rồi cái bình luận nói là con bé này nó sát mẹ nó ok. Rồi em cũng trả lời là em hỏi một câu chân thành luôn, là có một người con nào á mà mẹ đã bán thân đi làm mà nuôi con như thế là sát hại mẹ được không? Em hỏi một câu vậy thôi. Em rất là buồn nghe em thấy cái bình luận như vậy, là em rất là buồn. Bây giờ anh cũng giống mà phiên em á, giống như mà cô bác hay là anh chị nào đó thì người ta xem qua thì người ta có giống như có cái quyền bình luận và phán xét rất là nhiều. Nhưng mà người ta nhiều khi đâu có suy nghĩ là cái bình luận đó nó ảnh hưởng rồi nó làm người ta buồn rất là nhiều luôn. Anh nói tên Nam Võ, em cũng gửi lời em cho anh biết là nếu mà anh nói là em sát mẹ em á chết á, thì em cũng trả lời cho anh biết, nếu mà em thử hỏi một câu á là anh cũng có mẹ, cũng có mẹ ruột, nếu mà anh nói là em sát mẹ em chết á, trước khi là anh nói á, anh phải suy nghĩ lại. Anh cũng đã lớn tuổi rồi, anh cũng đã lớn, anh cũng đã biết suy nghĩ rồi, anh cũng biết bình luận chứ. Anh nói gì mà đừng để cho em đau lòng, tại vì á, em mất mẹ em á, em cũng rất là đau lòng lắm, mong anh đừng có bình luận như thế. Thật sự là mất đi người thân là mình không có kìm nén được cái cảm xúc của mình thật sự rồi. Nhưng mà bên cạnh đó thì nếu mà lỡ gia đình có xem qua những cái bình luận mà không có hay gì như vậy á, thì càng đau, còn nhói lòng hơn nữa. Mẹ em mất là em không có ăn cơm, ăn nước gì được hết. Em chỉ suy nghĩ thôi, suy nghĩ là mẹ đi làm xa thôi. Nhưng mà tội cái là cho con gái của em, nói mẹ nó cầm hôm chiều hôm qua nó thấy người ta qua phụ dọn dẹp nhà để trả chén xong này kia nọ cho người ta, rồi xong rồi nó cầm điện thoại ra nó nói mẹ mẹ điện cho bà ngoại kêu ngoại về chơi đi mẹ, ở đây vui quá, nó nói vậy. Em cũng buồn, cũng kêu bà ngoại nói mẹ không có biết số điện thoại của bà ngoại đâu. Chứ đâu năm dám nói bà ngoại mất hay? Dạ đâu có dám. Biết nó còn nhỏ quá gì nó cũng nói rồi mất công nó hỏi mẹ bà ngoại mất đâu này cái nọ. Em buồn á. Thấy ở nhà đông thì cứ nghĩ là ở nhà có đám tiệc gì vui. Dạ. Kêu bà ngoại về dự nè, ở nhà vui lắm. Nên đâu có biết là bà ngoại đang nằm ở trong cái áo quan kia. Dạ. Công nhận em nghe một câu mà con của em nói như vậy thì em rất là đau lòng, đứt từng ngọn ruột. Và nhầm khi anh đi chia sẻ cho cô bác anh chị á, khi anh đi tới thì anh chia sẻ giống như hoàn cảnh của em. Nếu mà em giống như mà mẹ em mất mà em không khóc đi nữa thì cô bác có thể là cũng nói em là thấy mẹ mất nhưng mà thì vui lòng, giống như mà vui ở trong lòng mà không có không phải không hết. Không phải là vui đâu anh. Nếu mà cứ khóc như vậy hoài cũng đâu có gì được đâu. Nhưng mà người ta đâu có nghĩ là ở trong lòng của em nó đau như thế nào, nó muốn rớt tim ra ngoài như thế nào. Đâu có nghĩ được. Dạ. Dạ. Em khóc cạn nước mắt rồi. Bây giờ em chỉ đau trong tim em thôi.
còn mất một người mẹ như vậy. Những cái hoàn cảnh mà nếu mà khóc nhiều thì cô bác Nhầm Khi cũng nói là khóc giả tạo. Dạ. Thì Phong thật sự là Phong rất là buồn. Thì con Nhầm Khi có những cái bình luận thật sự là nó chỉ có vài ba chữ thôi, nhưng mà trong đó thì nó đau rất là nhiều. Ngay cả bản thân Phong mà đi khi mà chia sẻ những cái hoàn cảnh của cô bác khó khăn á, Nhầm Khi cô bác nói anh nó đi tới gia đình rồi quay rồi bắt người ta nói cái này nói cái kia rồi câu like câu view, thì thật sự là anh cũng có, anh còn lo cuộc sống rồi chạy xe xăng cộ rồi xe hư nữa. Dạ. Nên anh phải làm, anh phải cũng kiếm tiền lo cho gia đình. Dạ. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều cô bác là cũng không có hiểu được cho tụi anh á, thì cũng trách, thì cũng nhắn bình luận là nói những cái câu rất là buồn. Nhưng mà bên cạnh đó thì anh cũng dán mà anh phấn đấu trong cuộc sống thôi. Dạ. Tại vì cho dù những cái bình luận như thế nào thì nó cũng làm cái động lực để mình phấn đấu và mình lo gia đình. Chứ mà mình cứ buồn như vậy thì cũng không có được gì hết. Mấy ngày nay em không có nghĩ là mẹ mất đâu. Đi ra đi vô, đi ra đi vô, suy nghĩ trong trong tâm của mình là nghĩ là mẹ đi làm xa vậy. Chỉ nghĩ là mẹ đi làm xa thôi, mẹ không có mất. Tự nói trong lòng mình vậy. Rất là dạ. Thì trong những cái khoảng thời gian mà mẹ em sống ở nhà, dạ, nhưng mà bên cạnh gia đình á, thì có những cái điều gì đó mà mẹ em mà khó nói hay là trăn trở hay là muốn nói với em thì em cứ trải lòng ra, em cứ trò chuyện cho tất cả mọi người biết và hiểu rõ mẹ em nhiều hơn á. Thì nói chung là mẹ lâu lâu mẹ về đây rồi mẹ có nói là hai vợ chồng thì ráng cố gắng làm nuôi con cái này kia nọ, đừng có chửi lộn này kia nọ, đừng có cự cãi này kia nọ là mẹ mừng rồi. Mẹ chỉ nhắn nhủ như vậy thôi. Rồi em cũng mong là quý của chú anh chị, các anh chị em ở gần xa đừng có nói nặng lời cho mẹ em. Mẹ em cũng đã mất rồi, cho dù mẹ em làm cái nghề gì đi chăng nữa, cái người đó người đã khuất rồi, đó cũng là mẹ ruột của em. Em cầu xin mấy cô chú anh chị ở gần xa đừng có nói nặng lời, nói mẹ em làm nghề này, này nghề kia nọ, nói mẹ em đồ này kia nọ, thì mẹ em cũng đã mất rồi. Em cầu xin là đừng có nói nặng lời để mẹ em được an nghỉ. Tại vì khi hôm qua thì anh có vô nhà của chú mà mà bên công tác mà bên thiêu á, là cái người mà thiêu mẹ em á, là chú nói á, là hồi đó giờ là đã trải qua giống như 4-5 năm rồi mới thấy là một cái sự việc mà thiêu mà xảy ra, mà khi mà lúc đang mà tiến hành á, thì lúc đó vừa cái cháy cái áo quan xong thì tới cái lớp mà bên trong của cái mẹ em á, thì nó đổ ra máu rất là nhiều, mà máu chảy ra không phải là dĩ dĩ, chảy ra ồ à. Thì chú có cảm nhận trong người, tại vì mấy chục năm rồi chú làm bệnh nghề đó, thì chú là suy nghĩ là chưa, mẹ của em là có một cái gì đó nó quan ức, với mà nó thật sự là khó nói, xót xa nhiều lắm nhưng mà không có nói thành lời, thì phải là giống như mà có cái hành động như vậy để cho mọi người xung quanh thì có thể cảm nhận được. Thì em nói đi. Nói chung là hồi lúc mà trước khi là đem mẹ đi thiêu á, là em có ngồi gần hòm, nhưng mà hòm á thì nó có bốc mùi ra, nó hôi nó thối vậy đó. Thế rồi cái em khóc lên kêu mẹ. Nói chung là em cũng rất là buồn, đau lòng, nhưng mà hiện tại bây giờ em cũng chưa nghĩ là mẹ em mất đâu. Nghĩ là mẹ đi làm xe. Cứ nghĩ là mẹ đi làm. Từ lúc mà nghe tin mẹ mất tới bây giờ là ăn cơm không có vô, ăn cơm không nổi. Nước không có trôi cái những mà cái buồn, cái cảm nhận mà buồn gì đâu. Một người con mà mất cha mất mẹ rồi nó buồn như thế nào không tả nổi. Nhưng mà nghe được một tin là mẹ mất một cách mà không có mà còn hơi như vậy, rất là xót xa luôn, cũng buồn vậy lắm, nhưng mà không biết nói gì hơn, chỉ cầu xin là cô chú anh chị đừng có nói mẹ này kia nọ thôi. Chỉ vì gia đình quá nghèo, đi mẹ đi làm cái nghề này cũng đem tiền về nuôi gia đình, nuôi bà ngoại, nuôi bà cô. Chứ nếu mà theo bản thân của Phong thôi, chứ là anh ở đây á, thì anh nghĩ là nếu mà mẹ em là đi làm cái việc đó, giống như mà để cung phụng hay là để nuôi một cái người nào đó,
hay là bỏ bê cuộc sống, bỏ bê gia đình, bỏ bê mẹ già và những người bà ở đây, và bỏ bê em á, thì có thể là chê trách và lên án, và có thể là cần phê phán là rất là mãnh liệt. Nhưng mà cái này mẹ em là cho dù là đi bán thân xác của mình mà để lấy cái số tiền mà để lo cho gia đình, để lo cho mọi người xung quanh, thì cái đó thì cũng đâu đó, thật sự là nó cũng đâu có nên mà chê trách như vậy. Có một bạn hỏi là mẹ đi làm cái nghề này, hỏi em có nhục nhã hay là có, nói chung là có xấu hổ này kia nọ không? Không có mặc cảm, tại vì mẹ cũng đi làm, mẹ lấy tiền về để nuôi gia đình. Nói chung là mẹ cũng bỏ cái mồ hôi công sức của mình ra đúng không? Cho dù như thế nào em cũng nghĩ mẹ em tốt hơn. Lúc nào mẹ em cũng trong tim của em á. Chứ không có những cái người đàn ông như vậy thì đâu có những người giống như mẹ em để mà xảy ra những cái việc đó. Đúng rồi. Thực sự nói tới những cái vấn đề này cũng thật sự nó hơi nhạy cảm. Nhạy cảm một xíu thôi. Dạ. Nhưng mà mình cũng phải nói ra để là cho cô chú thì hiểu rõ hơn về cái nghề của chị Thúy. Cô chú thì cũng thông cảm. Dạ, cũng cảm ơn anh Thanh với hai chị đã quan tâm và qua đây hỏi thăm mẹ em này kia nọ, em rất cảm ơn. Thì tụi anh đi tới đây á, chủ yếu là cũng muốn chia sẻ một cái gì đó. Dạ. Rồi bên cạnh đó thì phải giống như mà cũng giúp được cái phần nào đó cho gia đình. Dạ. Trước nhất là giống như tiền nhang khói. Rồi bên cạnh đó thì nghe nói bên gia đình là cũng có muốn là chị mất, nhưng mà chị về báo mộng là muốn có một cái bàn thờ hả em? Dạ. Thì để em anh khi mà anh đăng tải lên á, có cô bác nào có nhìn qua cái đoạn video của anh á, dạ, có thể giúp phần nào đó. Chứ cái bàn mũ ở trong như vậy mà để cái tấm di ảnh của mẹ em lên thật là xót xa lắm. Dạ. Em ơi, cái hôm bữa mà chị cũng có nghe là bà ngoại em chia sẻ, dạ, thì cái lúc mà em mất như vậy thì cũng có mượn tiền để mà mình mua cái quan tài á em. Dạ. Thì cái tiền quan tài đó mình đã trả hết chưa em? Cái này thì em không có biết.